Chào anh em lại đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì khoảng thời gian gần đây anh em quá tập trung nhiều vào quá những cái con Viva rồi, chúng ta quên mất đi Suzuki vẫn còn một đại diện rất là tuyệt vời, đó là con Shogun 125cc này. Để cho anh em nhớ về con này thì bây giờ chúng ta lại cùng lên một cái con Shogun 125cc mà mình dọn rất là đẹp anh em ơi. Con này thì là được đến từ Cà Mau nha. Tiếp tục một con đến từ Cà Mau nha. Thì cái con Cà Mau này thì nó rất là tệ rồi, nó rất là tệ rồi à, và bây giờ mình đã làm lại nó hết mới đây. Thì tổng chi phí dọn con này hết là 19 triệu 900 ngàn à, dọn từ A tới Z luôn nha anh em ơi. 19 triệu 900 ngàn rồi à, con này rất là đẹp. Giờ chúng ta sẽ cùng đi sơ qua về cái con này nha. Đây là một cái con xe của một em trai rất là nhiệt tình đến từ Cà Mau nha anh em à. Rất là nhiệt tình luôn, em trai này chạy từ Cà Mau lên gửi đến con xe cho mình dọn à, và khoảng thời gian là sau hơn 2 tháng nha, tại vì con này mình phải xử lý khá là nhiều. Sau hơn 2 tháng thì mình dọn hoàn thành à, với chi phí là 19 triệu 900 ngàn à. Chúng ta đã làm gì với con này đây? Thì đầu tiên là mình đã thay full một bộ dàn áo. Thì cái dàn áo của con Shogun này càng ngày nó sẽ càng hiếm nha anh em ơi. Ví dụ như sau bộ dàn áo này á, thì là chúng ta bắt đầu sẽ một số món nó bị hết cái màu xanh lam này rồi, xanh lam hay còn gọi là xanh nhớt đó, hết rồi à, nó hết rồi, bắt đầu chúng ta sẽ khó dần để kiếm cái phụ tùng với con này hơn à. Mình thay bộ công tắc luôn nè à, bao tay gù các cái. Rồi chúng ta sẽ đi sơ lược về dàn chân nha. Tổng quan về dàn chân nha anh em, về đầu tiên là đương nhiên rồi, anh em này nó theo dõi kênh mình rất là nhiều là nó chọn phục Showa chắc chắn chầm chầm, và Showa nó cực kỳ phát huy tác dụng đối với con Shogun này luôn. Con Shogun này thì nó đặc biệt là nó gung rồi, và nó không cái con Shogun dòng Shogun này đặc biệt là nó gung rồi, nên là nếu chúng ta sử dụng mũi cặp phục sau nó êm ái, nó nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những cung đường lái xe tốt hơn anh em nha, sẽ giảm cái sự khó chịu khi mà chúng ta chạy con Shogun này lại. Con Shogun này á, anh em biết là khi mà anh em theo dõi kênh mình nhiều, anh em sẽ biết là cái con Shogun 125cc này cái bất lợi nhất của nó là gung, còn cái lợi ích lớn nhất của nó là chiếc xe này chạy cực kỳ bốc, bốc nhất trong dòng 125cc của Suzuki luôn, không con nào qua con này cả à. Rồi thì em trai này sử dụng một cặp phục Showa, em trai này theo dõi kênh của mình rất là nhiều, mình sơn lại full dàn chân hết màu bạc thì gam si ốc lại. Tiếp đến là mình thay một cặp niềng Goshi Jim chính hãng trước sau luôn à, và một cặp vỏ Yokohama, cặp vỏ Yokohama dòng Speedline rất là phù hợp với lại Suzuki à. Cái bô này thì mình chỉ phục hồi lại thôi, mình chỉ phục hồi lại cho em nó thôi, mình thay một khẩu inox và phục hồi lại à. Dàn chân thì mình được mình gam si lại nè, rất là bóng đẹp nè anh em ha, kể cả là càng thắng luôn. Rồi lốc máy thì mình sơn màu bạc, bình xăng thì mình vệ sinh thôi, mình vệ sinh bình xăng lại. Rồi phục trước thì mình cũng sơn màu bạc ha, bánh căm đùm niềng trước thì mình cũng thay mới, đặc biệt nhất là các chi tiết như là các dòng bạc đạn nè, hoặc là các phốt của bạc đạn nè, mình hoàn toàn mình thay mới hết à. Về con heo thắng á, thì mình thay mới cốt trượt nè, dòng sim bít tông nè à, và dầu thắng là Q8 đốc 4 anh em, đốc 4 cộng à, dầu thắng rất là xịn. Thay cặp phốt trượt này và cặp phốt bít tông luôn, cặp phốt bít tông của con heo này luôn, để cho cái tính năng của nó là ok nhất, hoàn hảo nhất. Rồi đi đến trên cái phần ghi đông ha, thì mình thay bao tay nè, gù này thì mình si lại nè à, chó đèn này ha mình cũng thay mới nè, thay mới kèm với đó là một cái cặp led Osram rất là sáng, tất cả các giắc xi nhan đồ mình đều thay mới hết à, cho hoạt động tính năng nó là ok nha. Thay bộ công tắc chắc chắn là phải công tắc rồi, công tắc với bộ điện sườn lúc nào khi mà anh em dọn xe mình cũng bắt buộc anh em thay cả, tại vì hai cái đó nó không có nhiều tiền nhưng mà nó rất là quan trọng về sau này khi mà chúng ta đi đêm á, mà cái hệ thống điện của chúng ta không đảm bảo á, thì nó rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta thử cái đèn nha, đây đèn này thì mình sử dụng điện bình nha, rất là sáng, sáng lắm anh em ơi. Cái con Shogun mà anh em đi á, một cái sự bất lợi của nó là nó rất là tối à, tuy là nó sử dụng hai bóng đèn nhưng mà nó lại sử dụng bóng đèn thế hệ cũ là chân M5 nên nó sẽ rất là tối. Mình khắc phục bằng việc mình thay cái cặp led Osram nó rất là hợp với cái chó này, đồng thời đó là với một cái chó mới, cái thủy mới thì cái ánh sáng nó gà tối ưu nhất, rất là ok anh em ơi. Mình làm lại một cái yên êm ái ha, để cho em trai này hay đi xa
thì sẽ là có những cái cung đường nó sẽ là phù hợp hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Rồi về bên trong thì cái phần nào sơn màu đen thì mình sơn lại hoàn toàn là tĩnh điện. Tĩnh điện hay như bình xăng lớn này mình sơn tĩnh điện nè, à, sườn mình sơn tĩnh điện nè. Sườn này rất tệ rồi nha anh em ơi, rất tệ rồi, lúc mà mình nhận nó rất tệ, nó bị mất luôn số sườn rồi, à, nó bị mất luôn số sườn rồi, à, nó rất tệ, nó bị mục đó anh em. Nhưng mà mình đã làm đồng lại và mình sơn tĩnh điện lại rất là đẹp, à, sườn ha. Rồi bình xăng thì mình sơn cũng sơn tĩnh điện luôn, ok, à, rồi đó là một cái con Shogun lên cho anh em, một cái con Shogun rất là đẹp. Ngoài cái con Viva ra thì cái thằng Shogun 125cc này là một cái dòng xe rất là đáng để chơi của Suzuki anh em ha. Anh em nên là lựa chọn cái dòng này, tại dòng này nó chạy rất là bốc, chạy cực kỳ bốc luôn anh em ơi. Mình làm nồi con này lại, cái nồi này em trai này đã làm lại thay full một cái bộ nồi hãng mới rồi nhưng mà chạy vẫn bị trượt anh em ơi. Thì mình đã làm lại cái nồi sau thôi, còn nồi trước thì ok, nồi trước thì mình giữ lại, mình làm lại cái nồi sau thôi là đi đã rất là bốc rồi. Mình vệ sinh bình xăng con lại ha. Đặc biệt thì cái máy của con em này nó còn rất là tốt, rất là tốt. Mình chỉ thay gon Ford đồ thôi, chứ còn lại là mình giữ hết, lòng vẫn là có không, và lòng vẫn là có không, máy nó rất là thì thầm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng máy con này nha. Đó. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần đề một cái thôi là nó nổ liền nè, nó rất là êm. Em này là một em trai rất là biết chơi xe, rất là biết chơi xe anh em ơi, rất là biết chơi xe nha, nên là những cái nào mà liên quan tới động cơ thì chỉ cần là bàn bạc với em nó là em nó biết cả, em nó rất là gành. Và cũng cảm ơn em đã lựa chọn cái kênh của anh để mà gửi gắm cái con xe của mình nha. Đó, rồi cảm ơn anh em, chúng ta sẽ cùng lên ga tí xíu cái con này nha. Cái con này nó rất là bốc nha anh em. Nhấn mạnh với anh em lại là trong dòng 125cc của thằng Suzuki 4 thì không con nào qua con Shogun này cả. Ngoại trừ con Raider Sunker, thì cái con Raider Sunker là dán hai bên underbone thì mình không nói rồi. Còn cái dán underbone thì không con nào qua con này cả. Anh em có thể lựa chọn con này ha. Và anh em có nhu cầu dọn mới cái con xe của mình, làm đẹp, phục hồi cái con xe của mình, thì anh em có thể liên hệ ngay kênh của mình qua Zalo số 0945675425. Mình ở số 14K Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Anh em cũng có thể gặp mình tại số 471 Hùng Dương, phường 1, thành phố Sa Đéc nha anh em. Cảm ơn anh em lúc nào cũng theo dõi kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Đây anh em ơi, khi mà mình dọn con xe mới thì bắt buộc mình phải thay bộ điện sườn mới và các giác cắm này mình cũng thay mới luôn. Tại sao phải thay bộ điện sườn mới anh em? Tại bộ điện sườn cũ á, đảm bảo với anh em vẫn có thể sử dụng nhưng mà nó lại không an toàn. Mình chạy con xe mà nếu nó không an toàn á thì tâm lý mình chạy không có được vững và mình chạy không có được tốt, nên bộ điện sườn nó cũng không có nhiều tiền hết trơn á, nên bắt buộc là mình phải thay bộ điện sườn. Là mình đi lại là phải là new zin, tất cả đều phải new zin gọn gàng như thế này hết thì nó mới đảm bảo cho cái quá trình vận hành của anh em là tốt được. Nên là cái này anh em đừng tiết kiệm nha, bộ điện sườn thì nhất định phải thay nha. Dù nó đã không có cái vấn đề gì cả nhưng mà tốt nhất chúng ta vẫn nên thay. Tại vì khi mà chúng ta vận hành một thời gian rất là lâu nó có thể bị đứt ngầm. Ngoài việc đứt ngầm ra, những cái công tắc, những cái giác cắm của nó là có thể bị ga ten nè, nó không ăn tiếp điểm nè. Đến lúc mà chúng ta cần á, chúng ta cần cái hiệu năng của nó thì nó lại không có. Nên vì thế là chúng ta đừng tiếc tiền, hãy thay đi. Thay luôn bộ công tắc luôn, nó cũng không nhiêu tiền hết. Chúng ta thay đi đừng tiết kiệm mấy này anh em ha.